Khen khen cái dao nhỏ này khen. Đóng thử đi. Hình như cái này bàn trang điểm Khang ơi. Ơi để ba chút, để ba chút. Cái này bằng gì? Gỗ hả? Ồ, đứng cái mà chụp mô hình ấy. Đẹp quá kìa. Cái này bức tranh lớn luôn á. Đi, thông qua bên đây nè. Từ có đừng quay chân. Ủa ngáp nữa. Sao ngáp hoài vậy? Này tranh nhân gian nè, tranh nhân gian của người Hàn Quốc nè. Cô có giống tranh nhân gian của Việt Nam không? Tranh con gà Việt Nam cũng có tranh con gà. À đông giống nhau. Hả? Đây nữa nè. Wow.
ơi. Lâu lắm rồi. Cái này xây từ thời Pháp rồi. Cái này là nhà của chú Hỏa hồi xưa. Cái nhà của ông Hứa Bổn Hỏa. Ông đó là người giàu nhất Việt Nam mình hồi xưa. Mất lâu lắm rồi. Ông có hả gần 200 căn nhà vậy đó. Đứng cái bà chụp lo thôi nè. Ừ thì nếu mà xét về tài sản của ông tới bây giờ là có thể là ông là giàu nhất thế giới luôn. Nếu mà còn của ông. Đứng đẹp quá nè. 1, 2, 3. Đúng rồi. Sao ngáp hoài vậy? Bên kia bên đây chưa có. Giờ các bác mở cái đèn này lên là đẹp lắm nè. Nó có mỏ lắm. Bằng gỗ. Cái tượng gỗ. Hả? Phải không? À không phải đâu, cái này à đúng rồi con nghĩ coi. Cái đó là cánh giống như cái trống trống vậy hả? Cái này là một cái gốc cây mà người ta làm ta một tác phẩm nghệ thuật đẹp không? Suy nghĩ coi nó là gì vậy? Ồ. Cái này bằng gì khác? Bằng thép quá. Đứng lên cho ba chụp cái kìa. Cái này là cái gì mà sắc lát như nè. Khang đứng lên coi. Đứng lên chụp cái coi. Nó bằng nhiều chất liệu khác nhau á, cái này như bằng con gọi bằng gì? Chưa. Quan nha. Rồi 1, 2, 3. Phía sau nó có cái bằng bạc hay gì kìa. Bạc hay gạch? Hả? Thép hả? Ồ, có con trâu nữa nè Khang.
Ở cái này của Việt Nam. Cái này Việt Nam nè, cái này Chợ Lớn nè. Cái này ở Chợ Lớn nè. Chợ Lớn giờ nó đâu có gì đâu. Của ông Trương Lộ, ông vẽ nè. Phải không? Thì ông biết chữ Hán, ông biết chữ Hán. Ừ. Biết chữ Hán lên ký tên đó nè. Cái này, cái này của người Việt vẽ nè, Đặng Thị Dương nè. Đồ gốm sứ. Mày khen mặt nạ này hả? Y chang đúng không? Ngầu quá hả? Thì nó diễn tả nhiều cái sắc thái khác nhau. Bản thân cái tòa nhà này là cái một công trình nghệ thuật rồi đó. Nhà cổ á. Ồ, bức tranh đẹp quá. Khang đứng xích xích vô đây ba chụp đi. Sáng sáng này nè, đứng đây nè. Cái này không phải dễ có đâu đó. Xích vô giữa, xích vô giữa. Vô giữa vô cái này nè, đó. Ừ. Một, hai, ba. Vàng à. Sao nó không rõ nhỉ? Vàng à. Ok. Đẹp quá Khang ơi, Khang. Khang cái này tranh thiêu nè Khang. Thiêu mà nó nổi rõ lên luôn thấy không? Giống không? Hả? À, thiêu 3D luôn phải không? Ồ. Tuyệt vời ghê á. Ơi. Đứng xa thấy nổi lên à? Không phải, đúng rồi, đứng xa thấy nó y như à.
hình như là ô bên đây nữa nè, có cái hoa đào nữa nè. Đẹp quá. Ơi. Giống như thiệt luôn á. Ồ, cái này nè. Quá tuyệt vời. Đẹp quá. Thằng thấy còn thiêu, thấy người ta thiêu mà cái nó rất là nhiều màu và nó y chang như cái màu vàng thiệt của lá cây luôn nè. Hả? Quá đẹp càng rồi. Đợi bao chút, đợi bao chút. Còn nữa hả? Ơi. Đâu rồi? Em đâu rồi? Ồ. Trời ơi. Nhưng mà giống như có tuyệt, tuyệt vời luôn. Quá sức tuyệt vời luôn. Theo đỏ luôn. Không à? Hả? Xe nó theo đỏ luôn. Theo rõ từng chi tiết luôn á. Mình chỉ có cái không thấy người. Nguyên thành phố lớn mà thành ra đâu có quay người. Coi cái chùa nữa nè. Hả? Ở bên đây là một cái thành phố cổ. Ở bên đây là không có đường nhà. Đâu? Đây. Nhưng mà không có đẹp bằng cái bên kia đâu, cái bên kia đẹp hơn nhiều. Bức tranh bên kia là đẹp nhất hả? Không, bức tranh bên đây là đẹp hơn. Theo hôm nay mà mới không. Ừ. Nhưng mà có thấy người ta thiêu bóng đẹp không? Bóng nước á. Ồ, đẹp phim nè. Cái này chắc trong nhân vật giống trong phim quá. Cái này là thiêu luôn hả? Ồ, sao thiêu mịn dữ vậy? Thiêu luôn. Vẽ bên kia đó. Nói cái tranh vẽ bên kia. Mình đó là bên cái chỗ mới đầu tiên á.
Thiêu truyền thần. Cái này là thiêu truyền thần. Là dân gian hả? Smile. Nụ cười của Sila. Vẽ bằng gì? Có tác giả đó. Cái này hả? Để coi vẽ bằng gì đây. Cái này vẽ màu mà. Nó khen cái này vẽ màu mà khen. Cái màu. Đúng rồi. Màu sáp á. Không, màu sáp. Hút lòng sơn dầu. Hút lòng sơn dầu à? Ở nhà em đâu có một. À. Còn hôm nay là nó đang đâu? Không ra rồi. Cái này tranh dân gian. Ồ, đẹp quá. Ước này ước lớn này. Khen khen. Có vẽ con này con gì nè khen. Đẹp không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế giới mà. Cái này chắc tăng chuyện cổ tích nè, đọc coi nó là gì ha. À cái gì ác lạ đó. Hổ bạc lạ. Nó theo chuyện cổ tích đó. Rồng nè, rồng nè, rồng nè. Con rồng của Hàn Quốc người ta vẽ gì nè kha? Con rồng Hàn Quốc giống giống rồng Việt Nam. Nhưng mà theo dân tộc khác nhau, theo cái triều đại khác nhau ta vẽ rồng khác nhau. Rồng Việt Nam triều Lý thời khác, rồi rồng thời Trần khác, thời Lê khác. Đó. Con này đội đầu nữa. Hả? Chốn mà, chốn mà. Lặng lặng chốn mà. Cái này là tới tác phẩm loại gì? Để con lấy bức ảnh cá hóa đồng, cá dép hóa đồng. Dạ. Của Việt Nam phải không? Hai kỳ lân nè. Phải không Khang? Coi hai phải kỳ lân không Khang? Ngửa trời. Ngửa trời hả? Ơi. Đọc coi. Không, cái này bông sen. Không phải bông sen mà còn lấy cái gì nữa? Có hình con chuồn chuồn. Đúng rồi. Có hình chuồn đổi bông sen đó. Không phải nè. Thấy không? Nhưng mà cái này mà cái này thể loại gì? Cái này là chạm khắc hay là gì? Cái này là giấy. Cái bức tranh nó cũng nhìn được sao mà không không được biết là không 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 có biết ý. Cái này cái cách vẽ như thế nào? Coi coi. Coi cách vẽ như thế nào. Ơi. Ơi. Mà lại không có. Nó biết mình không phải cái con này mà không thấy được.
À, rất là đẹp đúng không? Ừ. Thì sai cái loại cỏ mà cái loại bút mà nó nét thiệt nét á. Thấy thấy rõ mấy cái lông luôn. Cái gì? Cộng lông từ cái chỗ vàng qua chỗ trắng luôn. À. Người ta vẽ đẹp ơi là đẹp luôn. Cái ngồi nó rất là mảnh. Coi như các mùa khác nhau hay sao? Các mùa khác nhau à? Cái mỗi mùa khác nhau hay sao? Sen của Hàn Quốc giống y chang hoa sen mình nữa. Vậy có trái lợn này hoa héo rồi. Không, cái lá nó già, nó non. Cái đó là cái bình phong. Cái đó là cái dạng bình phong, hiểu không? Tranh bình phong á. Ủa, đá hả? Đá hay gỗ? Gỗ. Thế đá gì gỗ luôn. Coi coi. Coi đây ghi chú rồi. Cái đó là gỗ, khả năng là gỗ nguyên khối ta đục ra. Ơi. Sắt thép mà bị rỉ rồi. Mà nó mạnh mạnh thuộc mà người ta lấy người ta gom hàng kia. Bình này. Ta gài lại nhau. Hình cái bình này nè. Cái ốp lại để cái đèn cày vô. Anh này buổi sáng nó chảy ra không có thể là làm được nhiều thứ lắm, đựng hoa nữa, hoa khô này nọ nữa. Đẹp quá luôn nè. Ồ, cái này mộc nè. Cái này mà gỗ mà. Cái này là sứ. Sứ trắng men mà rất là đẹp nè. Đẹp quá. Cái này kết hớt. Hả? Này như kết hớt. Không phải, cái đó là cái nắp. Này, cái này không được có cái nắp không? Không, cái đó là tác dụng làm gì á.
Coi coi tao làm gì. Quá đẹp Trang ơi. Quay mặt ra đây, quay mặt ra đây. Hả? À, gớm á. Cẩn thận con. Cẩn thận đừng có tới gần mấy cái đó nhiều quá không? Lỡ mà va chạm nó ngã đổ mà uổng lắm. Ừ. Cái này, những cái đồ này đồ dễ bể không á? Con thấy cái gạch bông của tại cái nhà này hồi xưa nè. Gạch này là cái trăm năm rồi đó. Gạch bông lót sàn này nè. Cái bông cổ quá. À mặt nạ giống nhà mình đúng không? À, còn cái gian bên kia nữa phải không? Chưa có quên phải. Đi. Thì cái không những khúc ba chân. À, cái dạng này dạng cốc của con ba con coi ghi chú ơi. Ôi chú bên kia coi. Cái cốc của Hàn Quốc. Dạng con cốc của Hàn Quốc. Đọc coi. Không biết đọc giới hạn hả?